Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích tay dài nhỏ gọn. Và em này đến từ thương hiệu của Echo Kiorit nha mọi người. Mã số của em này là CFE3500 nhé. Đó, đời 4 số nha mọi người. Mẫu này thì hàng tay dài, mã lực lớn nha. Và đời cao nhất bây giờ nha mọi người. Đó thì mã lực của nó là 35,8cc nha mọi người. Đó, và được sản xuất năm 2006 nhá. Đấy, đời cao nhất của dòng Echo tay dài. Đấy, và một em tay dài nhưng mà mang đến mã lực 35,8cc, gọi tròn là 36cc nha mọi người. Đấy, và lực máy rất là mạnh. Anh em có thể hạ gốc cây này nọ, nó leo trèo này nọ rất là bốc nha mọi người. Đấy, rất ok ha. Rồi, thì em này có đầy đủ các chức năng nha mọi người, như trợ lực lớn này, núm bơm xăng phụ này, e tự động này nha mọi người. Đó, và thắng xích đầy đủ nhá. Đó, không có thiếu một cái chức năng gì ha. Nói chung là anh em sử dụng trong mảng gia đình là vừa tầm vừa tay. Đó, nhạy nổ êm ấm nha mọi người. Nó đến thương hiệu của Echo anh em biết rồi. Nó được một cái đặc điểm là tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt. Đấy, thứ hai là nó nhạy nổ nha mọi người. Đấy, anh em sử dụng trong mảng gia đình là vừa tầm vừa nhà ha. Rồi, thì em này thì được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặc các cây là 35cm nhá. Xích được sử dụng xích chân 25. Đó, lam xích rất đẹp này. Các cái đầu rãnh lam chưa có dập đầu, chưa bị tè. Nước sơn nhãn hiệu trên cây lam còn nguyên đấy nha. Đó, Kiorit này. Đó, rất là đẹp ha. Đấy, em này phải nói là Nhật quên xài nha mọi người. Đó, đẹp rất là mới nha. Anh em có thể thấy không? Đẹp 90% nha mọi người. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 nhá. Tăng xích của em này nằm tại má ốp lam. Đó, rất là thuận tiện, anh em chỉ việc lấy lỏng han ốc này ra này, mình thò vít vào đây mình tăng giảm xích tại má ốp nha mọi người. Đó, nhanh gọn lẹ ha. Đời này tay thắng vẫn hoạt động bình thường nhá. Có thắng xích nha mọi người. Đó. Thì thắng xích này nó có cái chức năng là ví dụ như anh em di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, mình bập cái tay thắng này xuống này là xích nó không quay này. Đó, là anh em nó an toàn cho anh em ha. Còn khi anh em mà leo trên cây mình cũng bập xuống thì nó tốt hơn nha mọi người. Đấy, là nó thiết kế thêm tay thắng là như vậy. Rồi, thì bên phía mặt máy ốp lam đây, tem nhãn hiệu Kiorit này vẫn còn nguyên nha mọi người. Mặt đằng sau đây ha, các tem hướng dẫn sử dụng này, tem mã máy này còn nguyên ha. Đó, rất là sáng nhá, bô xả đây anh em thấy không? Đó, đẹp xuất sắc. Lốc mặt tiền đây nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua bên sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi thao máy nha. Buji, rũa, tip mở buji nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền đằng trước này có hàm rồng nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền chơi khá là sáng nha. Đây có hai bình nắp chiếu nguyên liệu này. Nắp màu cam bên trên là xăng pha chung với nhớt, nắp màu đen ở dưới là nhớt thả để bôi trơn làm xích nha mọi người. Tem nhãn hiệu thương hiệu Nema này. Đó, tem mã số seri này. Đó, CFE3500 mã số seri là 55007649, Made in Japan nha mọi người. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản nha. Đó, bên phía má hộp giật đây, tem nhãn hiệu còn nguyên nha mọi người. Đó, Kiorit này. Đó, hộp giật thì thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn nhá, anh em chỉ việc kéo nhẹ là nổ nhá. Đó, không cần dùng nhiều ha. Có nút bơm xăng đây và công tắc của nó nằm bên tay trái này, nó đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. E này e tự động, e bên tay phải nha mọi người. Đó, e này là mình kéo ra mình đẩy vào nó sẽ tự động lên ga cho mình nhá mọi người. Đây, giờ xem ở bộ phận lọc gió nha anh em xem này. Đó, mà là thiết kế cho anh em là một màng lọc tròn nha mọi người, là màng lọc lưới nha, ống kín tuyệt đối nha mọi người. Đó, chống bụi tuyệt đối và bình xà con vào đầu nòng nhá. Chế của em này được sử dụng chế gomro này, anh em có thể chế này đẹp như mớ luôn nha. Từ tất cả các con vít này, con ốc lò xo này, đó anh em thấy trắng tinh luôn, rất là mới nha mọi người. Đó, máy thì bao nguyên zin rồi. Đấy, rồi giờ sẽ ráp lại đầy đủ và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Nói chung em máy này là dường như là Nhật quên xài nha mọi người, anh em pha nhớt nhau chuẩn là xài không biết bao giờ hư nhá. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhé. Giá của em Echo 3500 đời 4 số, đời 206 và 36cc này là 2.600.000 đồng. Anh em nào cảm thấy ưng em máy cơ xích này mới liên hệ qua đầu số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhé.
là tắt đẩy lên là xài nha mọi người. Đấy, anh em nghe tiếng máy ha, garanti rất là êm ấm và đặc biệt máy rất là rát, bốc máy nha mọi người. Đó, tay dài này nổ nghe rất là sướng nha mọi người. Đó, nhớt lam ra cũng rất là tốt nha. Đấy, chung là mẫu này anh em xài gia đình vườn nhà, đấy, sử dụng vừa tầm vừa tay. Đó, có trợ giật nên là anh em giật kéo nhà nổ đấy. Máy cơ xích Echo Kelrit 3500 nhé mọi người. Giá của em này là 2.600.000 đồng. Anh em nào ưng thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.